Quý xin chào quý cô chính chị đã quay trở lại với kênh của Quy nha Và hôm nay cũng đã là ngày 26 tây tháng 3 năm 2024 nha cô chính chị Thì cũng còn 5 ngày nữa là kết thúc tháng 3 dương lịch nha Thì trong video ngày hôm nay Quy sẽ gửi cô chính chị về giá bán phiên mại mới nhất Và giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Elantra Bao gồm 4 phiên bản nha Elantra 1.6 số động tiêu chuẩn Elantra 1.6 số động bán đặc biệt Elantra phiên bản 2.0 và Elantra phiên bản N-Line bản cao cấp nhất của Elantra hiện tại đang phân phối tại thị trường Việt Nam nha. Để coi à, trong 5 ngày cuối của tháng 3, Hyundai Elantra 4 phiên bản có phiên bản như thế nào thì cô chính chị theo dõi hết video ngày hôm nay luôn nha. Bước vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay thì quy ảnh của chính chị về giá bán phiên bản, bản gia lăng bánh mới nhất của Hyundai Elantra phiên bản 1.6 xe đồng bản tiêu chuẩn nha. À, trong năm ngày cuối à, tháng 3 coi rồi, tra rồi, phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn nó sẽ có phiên bản như thế nào rồi nha cô chính anh chị thì hiện tại à, giá à, hợp đồng bên quy à, ký kết với cô à, quý cô chú anh chị đối với Elantra phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn á là 599 triệu nha 599 triệu đối với phiên bản này thì à, khi ký à, hợp đồng với giá 599 triệu á, thì bên quy hỗ trợ cho cô chú anh chị là một phần lệ phí trước bạ trị giá là 35 triệu tiền mặt khi nhà mình đi đăng ký xe nhé. Giá lăn bánh tiền mặt của Elantra phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn lăn bánh tại Cần Thơ, tại các tỉnh miền Tây, tại thị trường tỉnh nói chung, à, sau khi trừ đi phần hỗ trợ trước bạ bên Quy thì nó rơi vào khoảng là 637 triệu nha. Giá lăn bánh đó đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm cho quý cô chú anh chị luôn nhé. Còn giá lăn bánh của Elantra phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn lăn bánh tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là à, 656 triệu nha cô chú anh chị thì giá lăn bánh đó cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm luôn nha đối với quý cô chú anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây à, nếu mà mua xe Hyundai đây số động bản tiêu chuẩn thông qua hình thức trả góp á hiện tại bên quy liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 85 phần giá trị xe cô chú anh chị chỉ cần chuẩn bị trả trước 15 giá trị xe thôi cộng với phần chi phí lăn bánh trừ đi phần hỗ trợ trước bạ bên quy ra thì đâu đó có chính trị chuẩn bị số tiền trả trước thấp nhất là 130 triệu nha. 130 triệu này đã ra biển số có bảo hiểm, chi phí đăng ký đầy đủ cho cô chính trị đối với Elantra phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn luôn nha. Rồi, thời gian vay thì vi tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì đối với Elantra phiên bản 1.6 số đồng bản tiêu chuẩn á, tháng đầu tiên quý cô chính trị góp khoảng 8 triệu 600 ngàn và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha cô chính trị. Rồi, à, phiên bản thứ hai của Hyundai Elantra ra mong phối tại trường Việt Nam đó là Elantra 1.6 số đồng bản đặc biệt nha. Thì đối với phiên bản này hiện tại bên Huy đang có giá bán là 669 triệu. Thì với giá bán này bên Huy hỗ trợ cho cô chính chị là một phần lệ phí trước bạ trị giá là 35 triệu tiền mặt khi nhà mình đăng ký xe nha. Rồi, giá lăn bánh tiền mặt của Elantra phiên bản 1.6 xe động bán đặc biệt lăn bánh tại Cần Thơ, các tỉnh miền Tây, thì dừng tỉnh nói chung. Sau khi trừ đi phần hỗ trợ trước bạ 35 triệu của bên Huy ra thì nó rơi vào khoảng là 715 triệu nha. 715 triệu này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm trong đó cho cô chính chị luôn nha còn giá lăn bánh của Elantra phiên bản 1.6 sẽ đồng bản đặc biệt á, lăn bánh tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi khoảng là 734 triệu nha cô chú anh chị. 734 triệu đó cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm cho nhà mình luôn nha. Đối với quý cô chú anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh miền Tây, nếu mà mua Elantra phiên bản 1.6 xe đồng bản đặc biệt thông quanh thức trả góp á thì hiện tại bên quy liên kết với ngân hàng cho vay tối đa cũng với mức vay là 85% giá trị xe. và chính anh chị cần trả trước 15% giá trị xe thôi cộng với phần chi phí lăn bánh nè trừ đi phần hỗ trợ trước bạ 35 triệu của bên quy ra thì có chính trị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước thấp nhất hiện tại đối với lên trả phiên bản 1.6 trăm đồng bản đặc biệt á là 148 triệu nha 148 triệu đó cũng đã bao gồm à, bảo hiểm hai à, chiều dân sự và thân xe bao gồm luôn chi phí lăn bánh dịch à, vụ đăng ký xe cho có chính trị luôn nha ra biển số tại cần thơ và các tỉnh khu vực miền tây luôn rồi quy à, cũng tạm tính thời gian quay tối đa là 8 năm nha tương đương với 96 tháng thì tháng đầu tiên của chính chị góp đối với linh cha phiên bản 1.6 xe động bản đặc biệt đó, là 9 triệu 600 ngàn nha và lại suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau cho cô, quý của chính chị luôn nha thì uh, quy cũng đã uh, cập nhật đến cô chính trị về uh, giá bán nè khuyến mãi và giá lăn bánh của lên cha uh, phiên bản 1.6 xe động bản tiêu chuẩn và 1.6 xe động đặc biệt để cô chính trị tham khảo nha và tiếp theo đó là lên cha phiên bản 2.0 nha thì phiên bản này nó sẽ cao hơn so với phiên bản 1.6 nha cô anh chị. Thì đối với Elantra 2.0 hiện tại giá bán bên Quy bảy à, bán á, là 729 triệu nha, giá bán 729 triệu. Thì với giá bán này bên Quy hỗ trợ cho cô chính chị á, là một phần lệ phí trước bạ trị giá là 35 triệu nha, 35 triệu. Thì à, khi mà cô chính chị đi đăng ký xe thì bên Quy sẽ à, chi ra 35 triệu đưa cho cô chính chị nha. Rồi cô chính chị cần bù thêm cái phần còn lại của phí trước bạ thôi là mình đã đóng được phí trước bạ nha cô chính chị. Rồi, à, giá lăn bánh của Hyundai Elantra phiên bản 2.0 lăn bánh tại Cần Thơ, các tỉnh miền Tây à, và thị trường tỉnh nói chung sau khi trừ đi phần hỗ trợ trước bạ 35 triệu bên Quy thì nó rơi vào khoảng là 782 triệu nha. 782 triệu này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho cô chính trị luôn nha cô chính trị. Rồi, à, giá lăn bánh đối với Elantra à, 2.0 ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là à, 801 triệu nha. 801 triệu cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm luôn. À, đối với cô chính trị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh miền Tây, nếu mà mua xe Elantra phiên bản 2.0 thông qua hình thức trả góp, á đối với phiên bản này thì bên Quy cũng hỗ trợ liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 85% giá trị xe, cô chính trị cần trả trước 15% thôi. Cộng với phần chi phí lăn bánh, nè trừ đi phần hỗ trợ trước bạ bên Quy ra, thì cô chính trị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước thấp nhất đối với Elantra phiên bản 2.0 là 165 triệu nha. 165 triệu này bao gồm tiền xe trả trước nè, bao gồm mà chi phí lăn bánh trong đó bảo hiểm 2 triệu cho cô anh chị luôn nha, là bảo hiểm dân dân sự và thân xe. Thời gian vay thì uh, quy cũng tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì đối với phiên bản Elantra 2.0 tháng đầu tiên của chính chị góp là 10 triệu 500 ngàn và lãi suất cũng theo dư nợ giống dần về sau cho nhà mình luôn nha cô chính chị. Rồi phiên bản cuối cùng cũng là phiên bản cao cấp nhất phiên bản thể thao Uh, của Elantra đó là Elantra N Line nha. thì đối với Elantra N Line bên Quy hiện tại đang uh, bán với giá bán là 799 triệu nha. thì với giá bán 799 triệu bên Quy sẽ hỗ trợ cho quý cô chính trị á là một phần lệ phí trước bạ Chỉ giá là 40 triệu tiền mặt nha. khi mà cô chính trị đăng ký xe, bên Quy sẽ chi ra 40 triệu tiền mặt đưa cho cô chính trị nha. phần lệch uh, trước bạ còn lại cô chính trị sẽ bù được thêm thôi. rồi giá lăn bánh của Elantra phiên bản N Line tại Cần Thơ, các tỉnh miền Tây và thị trường tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe luôn. Sau khi trừ đi phần hỗ trợ chức bạ của bên Quy Gá thì nó rơi vào khoảng là 855 triệu nha. 855 triệu này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho cô chú anh chị luôn nha. Còn giá lăn bánh của Elantra phiên bản N ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là 874 triệu nha cô chú anh chị. thì 874 triệu đó cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm cho cô chú anh chị luôn nha đối với cô chính anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh miền Tây nếu mà mua Elantra phiên bản N-Line thông qua thức trả góp á thì hiện tại đối với phiên bản này bên quy cũng liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 85% giá trị xe cô chú anh chị cần trả trước 15% thôi cộng với chi phí lăn bánh trừ đi phần hỗ trợ trước bạ bên quy ra thì đâu đó có chính trị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước thấp nhất nha ra biển số luôn là 178 triệu nha 178 triệu đối với cô chính trị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh miền Tây nha rồi, thời gian vay thì Quy cũng tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì đối với anh Trang là like, thì tháng đầu tiên cô chính chị góp là 11 triệu 400 000 và lãi sẽ cũng theo dư nợ giảm dần về sau cho cô chính chị luôn nha. Rồi, thì Quy cũng đã cập nhật đến cô chính chị về giá bán phiên mãi à, giá lăng bánh mới nhất và tạm tính góp trả trước thấp nhất của Elen bao gồm 4 phiên bản nha. Elen 1.6 số động tiêu chuẩn nè, Elen 1.6 số động đặc biệt nè, Elantra phiên bản 2.0 nè và Elantra N-Line phiên bản cao cấp nhất nha. Rồi cô chính trị cần tham khảo giá nè, cần được quy tư vấn kỹ hơn hoặc cần được tư vấn về xe chi tiết hơn thì cô chính trị cứ liên hệ trực tiếp với quy hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981 0981323080 nha. Số điện thoại quy có đầu góc trái màn hình màu đỏ nha cô chính chị. Về phần khuyến mãi của xe thì ngoài phần hỗ trợ trước bạ quy đã báo trong cái phần mà chi phí lăn bánh ra thì à, khi mà cô chú anh chị mua xe Elantra trong 5 ngày cuối tháng 3 này thì bên quy còn nhiều quà tặng hài lòng khách hàng theo xe nữa nha thì quà tặng đó để biết chi tiết á, thì cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với quy à, quy sẽ hỗ trợ à, tư vấn cho cô chú anh chị và báo cho cô chú anh chị à, mình được nhận những cái phần quà tặng nào theo xe luôn nha cô chú anh chị về phần mua xe thông qua thức à, trả góp á, thì quy sẽ thông tin đến à, quý cô chú à, quý anh chị à, mình có thể chuẩn bị được được những uh, giấy tờ hồ sơ nào mình chuẩn bị trước tại nhà để khi mình mua xe thông qua thứ cho góp mình đến uh, showroom á mình làm thủ tục rồi mình cung cấp cho quy thì quy uh, gửi cho ngân hàng để ngân hàng làm hồ sơ nhanh gọn để cô chính trị nhận xe kịp theo cái thời gian mong muốn của nhà mình luôn nha đầu tiên là đối với hình thức đứng tên xe cá nhân nha cô chính trị thì đối với hình thức đứng tên xe cá nhân á cô chính trị chuẩn bị cho quy là căn cước công dân có mã qr code căn cước công dân mới nha còn hạn sử dụng của chính mình. Nếu mà đã lập gia đình thì cung cấp cho quy của vợ và chồng luôn nha. Trong trường hợp mà mình đã lập gia đình á và đã đăng ký kết hôn á thì cô chú anh chị cung cấp cho quy thêm cái giấy đăng ký kết hôn nha. Trong trường hợp mà có chính trị độc thân chưa đăng ký kết hôn thì có chính trị cung cấp căn cứ công dân của chính mình và có chính trị ra ủy ban dân xã phường mình xin cho quy cái giấy xác nhận độc thân luôn nha các anh chị. Nếu mà mình sử dụng căn cứ công dân có mã qr code mới và mình đã có cập nhật là định danh cấp độ 2 á, thì khi đến showroom của chính chị đăng nhập vào cái VNID và đăng nhập vào cái phần mà thông tin cư trú để quy xem cái địa chỉ ở trong phần thông tin cư trú địa chỉ thường trú trong định danh cấp 2 á. quy cung cấp cho ngân hàng cho chính xác và quy sức hóa đơn cho chính xác để làm hồ sơ nhanh chóng và giao xe kịp thời gian mong muốn của quý cô chính trị luôn nha rồi, trong trường hợp mà mình chưa có căn cước công dân có gắn thẻ chip mã QR code mới á và mình chưa có định danh định danh cấp độ 2 luôn thì cô chính anh chị à, cung cấp cho quy à, những loại giấy tờ sau nha. À, đầu tiên á là mình còn sử dụng chứng minh nhân dân chính số cũ hoặc mình còn sử dụng căn cước 12 số cũ à, mà còn hạn sử dụng nha thì mình cung cấp cho quy hai loại giấy tờ đó. Rồi, mình ra ủy ban dân xã phường bên công an phường á nơi mình đăng ký số hộ thường trú á Cô Chính Trị xin cho Quy cái giấy thông báo mã số định danh nha. Trên cái giấy thông báo mã số định danh đó, nó thể hiện thứ nhất á, là cái mã định danh 12 số của Quý Cô Chính Trị nè. Nó thể hiện cái mã QR code trên cái căn cứ công dân mới của Cô Chính Trị nè. Và nó thể hiện luôn cái địa chỉ thường trú hiện tại của Cô Chính Trị luôn nhé Rồi, trong trường hợp mà mình vay ngân hàng mà ngân hàng nó yêu cầu chứng minh thu nhập á, thì Cô Chính Trị cũng chuẩn bị cho Quy trước những giấy tờ sau nha. Nếu mà mình có đi làm thì chuẩn bị cho Quy cái hợp đồng lao động nè và cái sau kê lương 6 tháng gần nhất nha rồi nếu mà mình kinh doanh tại nhà thì cô chính trị cung cấp cho quy cái giấy xác nhận kinh doanh hoặc là giấy phép kinh doanh nha rồi trong trường hợp mà mình có quá đơn đầu vào quá đơn đầu ra thì cô chính trị cung cấp cho quy luôn hoặc là mình có sổ sách chứng từ mình ghi lại công việc kinh doanh của mình như là xuất hàng quá bao nhiêu nhập hàng quá bao nhiêu á thì cô chính trị cung cấp cho quy luôn nhé rồi đó là những giấy tờ về chứng minh thu nhập nha cô chính chị rồi đối với hình thức mà mua xe đứng tên qua công ty À, thì à, cô chính trị cung cấp cho quy giấy phép kinh doanh nha nếu mà mua xe trả góp thông qua hình thức à, đứng tên công ty á thì giấy phép kinh doanh phải à, có hiệu lực từ đủ 12 tháng trở lên nha cô chính trị à, rồi tiếp theo là cô chính trị chuẩn bị cho quy thêm cái là báo cáo tài chính năm gần nhất nha hiện tại là 2024 á thì à, cô chính trị cung cấp cho quy cái báo cáo tài chính của năm 2023 nha thì đó là những giấy tờ mình chuẩn bị để mình cung cấp cho ngân hàng đối với hình thức là mua xe đứng tên công ty thông qua hình thức trả góp nha rồi cô chính chị cần được quy tư vấn kỹ hơn về vấn đề mua xe trả góp á thì cô chính chị liên hệ với quy hoặc kết bạn zalo qua của số điện thoại 0981 323 số điện thoại màu đỏ quy có để ở góc trái màn hình nha về bảo hành xe thì Hyundai Elantra bốn phiên bản cũng như các mô xe khác của Hyundai của quy như là i10, Accent nè, Venu nè, Brita nè, rồi Charger nè, Tucson, Santa Fe, Kertin, rồi bali set hoặc là mẫu xe điện amid thì thời gian bảo hành đều là 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước nha cô chính trị có thể nói là phân khúc xe Hyundai đang có thời gian bảo hành tương đối nhiều để cho chính trị yên tâm sử dụng dòng sản phẩm bên Hyundai của Huy luôn nha. Rồi, phần sau của video ngày hôm nay thì Huy sẽ gửi của chính trị về uh, chi tiết ngoại thất và nội thất của Hyundai Elantra phiên bản 1.6 uh, số tự động mà đặc biệt màu xám kim loại xe có sẵn tại đại lý Hyundai Tây Đô Cần Thơ của Huy luôn nha đầu tiên thì quy sẽ uh, giới thiệu cho quý cô chú anh chị về chi tiết phần mặt phía trước của xe nha đây là tổng thể phần mặt phía trước của xe quý cô chú anh chị có thể thấy nha mặt ca lăng nó vẫn là mặt ca lăng uh, mạ rơm đen bóng nha đó đen bóng chú chú anh chị nhìn có nó sẽ có sự sáng sự sang ở phía trước xe luôn rồi cụm đèn chiếu sáng là xe trang bị chúng ta là cụm đèn led nha bi led đây cô chú anh chị có thể thấy trên màn hình là ba bốn led nha bi led có pha đều led hết và có luôn cái giải lát trình ban ngày ở phía trên đây giải lát trình ban ngày nha cô chú anh chị đèn báo rẽ thì nó sẽ tích hợp trên cái mặt uh, cơ lăng luôn nha là mặt cơ lăng rồi ở phía dưới cản thì nó có một cái đường viền mạ rôm đây đường viền mạ rơm nó cũng mạ rơm đen bóng nhìn giống như cái mặt cơ lăng luôn nó sẽ có một cái điểm nhấn ở phía trước xe luôn cái điểm sáng luôn rồi phía dưới cản dưới thì nó có những hai góc cạnh nè nó hai góc cạnh nó tăng cái tính thể thao và tăng cái thiết kế uh, nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn nha rồi trên nắp capo thì xe trang bị luôn cho chúng ta là những cái đường dập gân nổi nè. Đó, tăng cái uh, tính khí động học và cái tính cơ bắp cho xe luôn. Logo Hyundai thì được đặt ở phía trên, đó cô chính anh chị có thể thấy nha, logo Windai đặt ở phía trên phía trên cái mặt ca lăng, nó sẽ không tích hợp trên mặt ca lăng giống phiên bản cũ nữa nha. Rồi quay quay lại gần cận cái màu cho quý anh chị xem nha. Đây là cận màu, màu xám kim loại nha. Đó, màu xám kim loại nha chú anh chị. Phiên bản này là phiên bản xe sản xuất năm 2023 on new của Elantra nha rồi phía dưới nắp capo này thì xe trang bị chúng ta là khối động cơ 1.6 nha 1.6 thì quy uh, sẽ bật nắp capo lên để quy cùng với quý cô chú anh chị khám phá các phần động cơ của Elantra phiên bản 1.6 số động ba đặc biệt màu xám kim loại luôn nha rồi thì quy cũng đã bật nắp capo lên cho chú anh chị thì đây là tổng quát phần động cơ của Hyundai Elantra phiên bản 1.6 số động ba đặc biệt nha thì xe trang bị chúng ta là cái động cơ là Gamma 1.6 DOHC 16V nè 4 xi lanh thẳng hàng nha đây xe trang bị chúng ta là 4 xi lanh thẳng hàng đi kèm với khối động cơ này thì xe trang bị luôn cho chúng ta là hộp số tự động 6 cấp có luôn chế độ bán tự động nha chế độ bán tự động và có luôn chuyển số luôn có luôn cái cái cái, cái chế độ lái nó nha của chính chị ba chế độ lái là eco normal và sport luôn nha rồi à, với động cơ này thì cho chúng ta công suất đại là 128 mã lực và à, moment sáng cực đại là 155 Newton mét nha thì với cái công suất này moment sáng này thì à, chúng ta sẽ à, dư sức dùng với điều kiện đường sáng của Việt Nam nha của chính chị rồi ở phía trên nó có một cái lớp đen đen nè và ở phía trong nó cũng có nè thì cái lớp này lớp lớp cách âm cách nhiệt nha cô chú anh chị thì lớp này nó sẽ giúp cho hạn chế cái tiếng vọng của động cơ vọng phân lái ấy, giúp cho cảm giác lái chúng ta nó sẽ thoải mái và uh, cảm giác lái chúng ta nó sẽ um, dễ chịu hơn nha rồi ở phía dưới này thì xe trang bị luôn cho chúng ta là cái uh, nước rửa kính đây thì chúng ta có thể kiểm tra ở đây nha kiểm tra nước rửa kính ở đây và bên đây là bình nước là mát phụ chúng ta phải kiểm tra ở đây nha rồi xe trang bị chúng ta là cổ hút gió nằm phía trên nè đây cô chú anh chị có thể thấy nha đó cột gió nằm ở phía trên thì giúp chúng ta đi đường mà ngập nước mà tiếp tiếp phía dưới này nè tiếp tiếp phía dưới này đi nó sẽ an toàn hơn nha rồi bên đây là bình rồi cầu chì đó một phần cầu chì chúng ta thể kiểm tra đây đó, thì quy cũng đã giới thiệu sơ qua tổng quát qua cái khoang động cơ của bên đây lên phiên bản 1.6 số động ba đặc biệt nha rồi tiếp theo chúng ta tiến về khám phá phần mặt bên hông xe nha cô chú anh chị rồi à, tiến về phần bên hông xe đây là tổng quát phần bên hông xe của Elantra phiên bản 1.6 số tự động đặc biệt À, phiên bản này là bản màu xám kim loại nha xám kim loại cô chú anh chị có thể thấy đây là tổng quát phần bên hông xe nè nhìn nó đẹp nha cô chú anh chị nhìn rất là đẹp mã Mà màu mới của Hyundai nhìn rất là đẹp nha rồi bánh mâm thì cũng giống như xe phiên bản màu trắng màu đen rồi thôi thì bánh mâm nó cũng là bánh mâm 16 inch sơn uh, mâm đúc mâm đúc và sơn đen full bánh luôn nha sơn đen đó thì xe trang bị chúng ta là cảm biến áp suất lốp trên bánh luôn cảm biến áp suất lốp hiển thị thông tin từng bánh cho 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 cô chú anh chị luôn nha thì tị áp sức lốp từng bánh lên màn hình thông tin sau của lăng cho quý cô chú anh chị luôn xe trang bị chúng ta là hệ thống dẫn động trước là mắt có xanh hệ thống dẫn động hệ thống treo phía sau là thanh cân bằng nha còn hệ thống treo phía trước là mắt có xanh độc lập còn dẫn động là dẫn động cầu trước nha quý xin lỗi cô chính trị chị dẫn động cầu trước rồi bốn phanh đĩa luôn nha bốn phanh đĩa gương xe trang bị chúng ta là gương thì gương gặp điện chỉnh điện nè tích hợp đèn báo rẽ trên gương luôn nhìn góc cạnh rất là đẹp nha cô chú anh chị tay nắm cửa đây tay nắm cửa xe trang bị chúng ta tay nắm cửa cùng màu thân xe luôn nha có nút uh, uh, mở lóc khóa cửa một chạm luôn nè đó nút mở khóa cửa và khóa cửa một chạm trên tay nắm cửa luôn đường viền chân kính đây đường viền chân kính là mạ rôm luôn nha đây cô chú anh chị thấy nha đường viền kính mạ rôm sáng luôn nó đi kèm chung với màu sáng phiên loại này nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị rất là đẹp bên hông xe thì nó có trang bị chúng ta là những cái thiết kế đó. nó có thiết kế chúng ta là những cái đường dập cân nổi nè đó đường dập cân nổi này nó sẽ tăng cái tính thể thao cho xe và tăng luôn cái tính khí đồng học cho xe nữa nha. đó Đây bánh sao. đó, bánh sàn. Thì để quay quay cho cô chú anh chị xem cái thông số lớp luôn nha. Thông số lớp à, phía dưới này. 2.55 55 16. Thông số lớp nha. Rồi chúng ta đứng nhìn cái góc từ phía sau nhìn đến. nè đó, Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi. Rồi tiến về khám phá phần mặt phía sau xe nha cô chú anh chị. Thì đây là tổng quát phần mặt phía sau xe nè cô chú anh chị thấy nha. Với điều kiện ánh sáng mà đủ á, thì chúng ta nhìn cái màu sáng kim loại này rất là đẹp nha cô chú anh chị đây cô chú anh chị có thể thấy trên màn hình nha rất là đẹp rồi à, phía sau thì nó cũng trang bị chúng ta là cụm đèn hậu full led đây full led nó có thanh led giữa nè thanh led giữa có đèn nha đó nó sẽ nói liền hai cụm đèn hậu led nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị rồi à, cánh nước gió nó hơi nhô ra nè đó, thiết kế cái cốp nó có cánh nước gió hay hơi, hơi nhô ra rất là nhìn rất là thể thao rất là thể thao luôn nha rồi xe có trang bị chúng ta là bốn cảm biến lùi đây bốn cảm biến lùi và có luôn cái camera lùi hồng ngoại tích hợp đây camera lùi nó sẽ ẩn lên cánh gió nè nhìn thiết kế rất là thẩm mỹ luôn nha cô chú anh chị và cái logo quỳnh đặt ở phía dưới ở đây thì trang bị chúng ta là cái nút mở cốp nha nút mở cốp cản sao cản sao cái cản sao phía dưới nè đó nó sẽ có hai cái phản quang hai bên và nó thiết kế luôn cho chúng ta là cái phần cản nhựa đen bóng nè đó nhựa đen bóng nhìn rất kết hợp với màu xám kim loại này rất là đẹp nha cô anh chị đó cô anh chị thấy nha rất là đẹp và nó có thiết kế góc cạnh đó. thiết kế góc cạnh và có những cái hốc gió nè nhìn rất là thể thao luôn. Rồi chúng ta tiến vào khám phá phần cốp nha. Đây cốp, đó nút mở cốp, chúng ta nhấn vào thì nó mở lên thôi. Cốp rất là rộng nha cô chú anh chị. Đây cốp rất là rộng luôn. đó Đối với phiên bản 1.6 bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt này thì nó sẽ không gặp được hàng ghế 2 nha. Hàng thứ hai không gặp được. Đối với phiên bản 2.0 và bản N Line thì sẽ gặp ghế được nha, gặp hàng ghế 2 được. Thì Quy có làm những cái clip so sánh á, cô chú anh chị cứ vào cái kênh của Quy, Đài Cần Thơ Best á thì quý cô chú anh chị có thể coi những cái bài so sánh về lên trà của quỳ luôn nha rồi phía dưới trang bị chúng ta là bánh phụ bánh phụ này là bánh phụ mâm đúc luôn nha tức là theo xe chúng ta sẽ được năm bánh nó năm bánh thì khi mà bánh chính chúng ta nó lủng rồi chúng ta gắn bánh phụ vào thì nó sẽ không có bị chổi không bị nhỏ bánh nhỏ bánh lớn này nhìn nó sẽ không mất thẩm mỹ nha chúng ta đi đường chúng ta cũng không có cần thay cái bánh gấp nữa nha rồi có luôn là chúng ta là bộ đồ nghề luôn rồi dung tích cốp rất là rộng đây cốp của tôi chính chị có thể thấy trên màn hình nha rất là rộng luôn nếu được thì cô chính chị có thể ghé trực tiếp tại đại lý Hyundai đô Cần Thơ có quy xem xe luôn nha đó xem xe luôn rồi chúng ta đóng cốp lại đó, đây tổng quát phần phía sau xe rồi tiến về mức thứ hai nhiên liệu thì đối với phiên bản 1.6 số động này thì xe trang bị chúng ta là mức kết, mức thứ hai nhiên liệu đó. kết hợp là 7 lít trên trăm cây rồi trong đô thị khoảng 9,5 lít trên trăm cây và ngoài đô thị khoảng 5,6 lít trên trăm cây nha mức tiêu hao tiên liệu đối với động cơ 1.6 có thể nó là mức tiêu hao nhiên liệu này rất là ổn nha cô chú anh chị rồi chúng ta tiến về khám phá hàng ghế thứ hai đây thì đây là xe mới nên nó sẽ còn mọc bọc, bọc ni lông nha ghế thì bên trong nội thất nó vẫn là tông màu đen đây tông màu đen giống như các phiên bản còn lại thôi trên trần thì nó trang bị chúng ta là cái tầng trần mà tông màu be nha rồi ghế da ghế da ghế da là nghe cô chú anh chị đây nó có những cái lỗ thông hơi đó cái da và có trong trang bị chúng ta là ba cái tựa đầu đây nếu mà chúng ta đi ba uh, người ba uh, người ngồi hàng ghế thứ hai thì rất là tiện nha ba người ngồi hàng ghế thứ hai rất là tiện nó đỡ cái uh, mỗi cổ cho cái người ngồi giữa nha rồi có luôn trang bị chúng ta cửa gió hàng ghế thứ hai luôn giúp cho người ngồi hàng ghế thứ hai được làm mát nhanh chóng nha không khí nó sẽ dễ chịu hơn nó đỡ bị nóng khoảng vũ trưng á thì nó rất là rộng nha cô chính chị cô chính chị có thể thấy nha rất là rộng rồi ở cửa sau nè cửa sang ngay vị trí này nè, đó ngay vị trí này nè. Nó có một cái lớp da luôn. Có một lớp da mà chúng ta một lớp da luôn nha. Đó. Rồi đây là lẫy mở cửa nè. Rồi nút mà lên xuống kính là điện nè. Đặc biệt là nó sẽ không có cái lẫy ở đây nha, nó sẽ không có cái lẫy mở cửa ở đây, nó giống như của Rita và Túc xanh vậy đó. đó nó sẽ không có cái lẫy mở ở đây. Để mở cửa thì khi mà xe đóng cửa hết á, thì cô chú anh chị cứ uh, kéo cái lẫy đó hai lần, hai lần là nó sẽ mở cửa được nha. Rồi. Chúng ta tiến về hàng ghế thứ nhất nha. Đây là tổng quan hàng ghế thứ nhất nè. Đó. Tổng quan hàng ghế thứ nhất cũng giống như phiên bản màu trắng và màu đen thôi, nó chỉ khác cái màu ngoại thất bên ngoài thôi. Thì cái phần nội thất bên trong thì nó giống nhau. Đầu tiên là bị tì tay cửa tài nè, đó. Nó sẽ trang bị chúng ta cái phím phá kính nè, rồi bốn phím lên xuống kính nè, của bốn cửa. Cửa tài lên xuống kính một chạm nha, lên xuống kính một chạm. Rồi, mở khóa cửa toàn xe, lóc khóa cửa toàn xe. Đây là cái phím này khi mà chúng ta muốn chỉnh lòng gương bên bên trái bên phải chúng ta cứ kéo ta lại lẫy qua. Muốn chỉnh bên phải kéo qua, muốn chỉnh bên trái kéo qua. Đó. Lúc này nút gặp gương điện nha, đây, thì chúng ta nhắn thì nó gặp gương lại nè đó cái nút này để trong trường hợp là khi cô chú anh chị á, đi vào cái đoạn đường hẹp chúng ta cần gặp gương thì chúng ta nhắn thôi còn bình thường khi mà chúng ta xuống xe lóc cửa tắt máy thì gương chúng ta nó sẽ tự động nó gặp lại nha rất là hay rồi phím này phím chỉnh lồng gương bốn hướng đó. phím chỉnh lồng gương rồi ở dưới này trang bị chúng ta là cái mở cốp nè mở khóa xăng ghế chính cơ nha phiên bản một trong sáng động máy đặc biệt này ghế chính cơ ghế chính cơ có năng ghế luôn nè đó. năng ghế hạ ghế chỉnh lưng và di chuyển lên xuống thì cái lẫy phía dưới này nha đó, di chuyển lên xuống mở cốp thì vị trí này rồi chúng ta tiến về bên trong nha à, bên trong nội thất hàng ghế thứ nhất đây đó, nhìn rất là xịn luôn cô chú anh chị đó cô chú anh chị có thể thấy nha nó thiết kế rất là đẹp và rất là cao cấp luôn nha để quy bật điều hòa là xe trang bị luôn cho chúng ta là điều hòa À, tự động hai dùng độc lập luôn nha phiên bản 1.6 à, số động và đặc biệt này là điều hòa tự động hai dùng độc lập luôn nè đó có chú chị có thể thấy nha hai dùng độc lập đó, có luôn lọc khí ông đi nè luôn rồi như nãy quy giới thiệu á, là màn hình thông tin sau vô lăng đó có chú chị có thể thấy nha màn hình điện tử digital luôn để quy đóng cửa lại đó, màn hình điện tử digital luôn nha thì đối với màn hình này nó sẽ hiển thị đầy đủ thông tin cho cho chúng ta luôn đó, nó hiển thị đầy đủ thông tin luôn của chính anh chị thấy nha mức tiêu hao nhiên liệu nè rồi cảm biến sức lốp đây đó thì chúng ta thấy hiển thị là nó sẽ hiển thị cái áp sức lốp từng bánh luôn xe chúng ta mà di chuyển trên 300m nếu mà chúng ta đậu lâu quá chúng ta di chuyển trên 300m thì nó sẽ hiển thị áp sức lốp từng bánh luôn bánh nào cán đinh bánh nào yếu hơi lên hiển thị báo từng cảnh báo từng bánh cho chúng ta luôn nha đó là chuyển qua màn hình áp sức lốp rồi xe chúng ta sẽ chuyển qua chế độ lái thì nó sẽ chuyển điện nó nó chuyển đổi cái màn hình đó, theo chế độ lái luôn của chính anh chị thấy nha ba chế độ lái như quy đã giới thiệu đó normal eco và Sport luôn nha đó rất là xịn nha cô chú anh chị ở phía trên này thì nó có phần hiển thị thông tin của chúng ta là phần số nè xem ta đang đậu ở số b nha số b rồi trang bị luôn cho chúng ta là à, đèn tự động luôn nha đèn pha auto luôn đó tự động tắt mở luôn rồi bên đây thì chạm biến tự động gạt mưa có luôn nha có cảm biến tự động gạt mưa luôn vô lăng thì điều chỉnh được bốn hướng nha lên xuống và ga vào luôn điều chỉnh được bốn hướng theo cái tư thế ngồi của chúng ta nha rất là tiện rồi bên đây có các phím đàm thoại đánh tay nè Đó. các phím đàm thoại đánh tay hoặc uh, chuyển đổi bài hát tăng giảm âm lượng rồi nè nghe điện thoại tắt điện thoại có đầy đủ nha rồi bên đây thì trang bị chúng ta đặt ru control luôn nha có ru control luôn ru control luôn và các phím này thì các phím uh, cài đặt user setting cài đặt người dùng cài đặt về cửa rồi nè đây chúng ta nhấn vào thì nó sẽ chuyển qua cái giao diện cài đặt chúng ta có thể cài đặt theo cái 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 điều kiện của nhà mình nha dù theo cái sở thích của nhà mình đó, đó cài đặt user setting rồi à, kèn thì vị trí này vô lăng thì trang bị chúng ta là vô lăng bọc da sẵn nha vô lăng bọc da sẵn và thiết kế là bốn cháu hai hai cháu đối xứng hai bên 4 bốn cháu một hai ba bốn nha đó. rồi ở đây thì trang bị chúng ta là màn hình giải trí trung tâm cũng là màn hình 10.25 chấm luôn nha màn hình sau vô lăng này cũng là màn hình 10.25 chấm luôn đó màn hình rất là bự màn hình này chúng ta có thể kết nối được Apple CarPlay, Android Auto nè, nó à, nghe nhạc với USB, xem video USB luôn và có luôn bản đồ AVN chính hãng cho quý cô chú anh chị luôn nha. Nếu mà cô chú anh chị muốn xem YouTube ở trên màn hình này thì vẫn được nha. Quý cô chú anh chị cần trang bị thêm cái cục Android Book đó nha, cục Android Book, cục đó thì bên quy có hỗ trợ à, bán cho quý khách hàng luôn, bảo hành chính hãng nha, bảo hành một năm. Xem YouTube qua USB chỉ cần ghim vào cái cổng USB phía dưới này nè, đó, cổng USB. Thì quý cô chú anh chị mua cục đó chúng ta có thể coi YouTube rồi có bản đồ Việt Map nè chúng ta có thể coi YouTube trực tiếp trên màn hình này luôn không cần đổi màn hình nha rồi cửa gió điều hòa thì nó sẽ trang bị chúng ta là những cái đường viền mạ rơm nè nó ở khung vòm phía trước này. nhìn nó rất là là sang nghe của chính trị ở đây thì trang bị chúng ta là cái giả da giả dân da nhìn rất là đẹp rồi nút này nút tăng giảm âm lượng nha tăng giảm âm lượng rồi xe trang bị chúng ta là đề nổ uh, ta startup đây khởi động nút, nút bấm một chạm đó khởi động nút bấm một chạm luôn phía dưới thì trang bị chúng ta là nút remote nè đây chuyển chế độ lái remote có luôn cái chữ B đây quý sẽ nhắn chữ B đó thì chữ B này để là xem cái 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 camera phía sau á để khi mà chúng ta đậu đèn xanh đèn đỏ hoặc đậu ở trong cái khung không gian hẹp á chúng ta muốn coi ở phía sau rồi có xe cộ có vật cản gì không thì chúng ta nhắn cái chữ B này nha rất là tiện đó. nhắn cái nó tắt nhắn cái nó bật nha rồi remote chuyển chế độ lái như nãy quy nói nha có ba chế độ lái rồi phanh tay điện tử và auto hold luôn nha các chú anh chị, phanh tay điện tử auto hold luôn. Cần số thì bọc da sẵn luôn nè, cần dấu bọc da sẵn. Hộp số này là hộp số tự động 6 cấp nha. Hộp số tự động 6 cấp và có luôn chế độ bán tự động luôn. Đó, chế độ bán tự động. Chúng ta có thể uh, chủ động sang số về số được luôn nha, đi rất là uh, thể thao. Rồi, ở phía dưới này trang bị chúng ta là sạc điện thoại không dây luôn nha. Sạc điện thoại không dây, nó sạc điện thoại không dây có làm mát luôn. Và có luôn một cổng 12V trong 80W, một cổng USB và một cổng sạc điện thoại phía góc bên kia luôn đây có những gì có thể thấy nè đó, một cổng sạc điện thoại phía góc bên đây nè đó, theo theo tay quy chỉ cho nè đó một cổng sạc điện thoại luôn nha rồi ở phía dưới này nó có chúng ta là hai cái ngăn, cái, cái ngăn để cốc nước nè hai ngăn để cốc nước rồi có một cái ngăn để đồ nó tương đối rộng nha có chính chị ngăn để đồ tương đối rộng đó có chính chị có thể thấy nha ngăn để đồ tương đối rộng và có bệ tì tay luôn đó bên đây thì trang bị luôn cho chúng ta là một cái ngăn để đồ bên cái phụ nè đó xe trang bị chúng ta là 6 túi khí 6 túi khí và 6 lò luôn nha 6 túi khí 6 lò đó. Đây tổng quát bên trong thì nó màu đen Tổng màu đen nha Đây Huy có thể quay cho cô chính chị có thể thấy phía dưới nè Đó có cái sạc điện thoại không dây Làm mát luôn Rồi có lọc khí ông Linh luôn Đối với phiên bản 2.0 á Và phiên bản N-Line thì ở vị trí này sẽ có làm mát ghế và sửa ghế luôn nha Ghế tài ghế phụ Thì Huy có làm một cái video so sánh rồi đó Cô chính chị có thể vào kênh của Huy xem nha Rồi giờ chúng ta tiến ra bên ngoài nha Vừa rồi thì Quy cũng đã cập nhật đến quý cô chính trị về giá bán phiên mãi giá lăn bánh mới nhất của 4 phiên bản Elantra, bao gồm Elantra 1.6 xe động bản tiêu chuẩn, Elantra 1.6 xe động bản đặc biệt, Elantra 2.0 và Elantra phiên bản NL nha. Rồi cô chính trị cần Quy hỗ trợ tư vấn kỹ hơn gì về mẫu xe này hoặc là các model xe khác bên Hyundai của Quy thì cô chính trị cứ liên hệ trực tiếp với Quy hoặc các bạn Zalo qua số điện thoại 0981 Số điện thoại ở góc trái màn hình màu đỏ nha cô chính trị. Rồi cô chính trị cần Quy làm những video về giá xe hoặc là hướng dẫn sử dụng xe hoặc là giới thiệu xe của mẫu xe nào bên Hyundai của Quy thì có chính trị có để thông tin phía dưới phần bình luận nha khi có thời gian rảnh thì Quy sẽ ra những video theo cầu của quý cô chú của quý anh chị luôn nha rồi à, nếu mà có chính trị thấy video ngày hôm nay có thông tin hữu ích cho mình và hay thì cho Quy xin một lượt like một lượt chia sẻ một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho nhu cầu của quý cô chú của quý anh chị luôn nha rồi xin hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé.